Chào các bạn, hôm nay là tôi làm review một đồng hồ mà tôi đã sử dụng được gần 3 tháng nay. Đó là mẫu Casio Illuminator 1200 WHD. Và ở đây tôi đang dùng là dây bạc, đâu phải có dây bạc nữa mà dây inox à. Màu bạc thôi, dây inox. Để tháo ra. Đây là một cái đồng hồ khá ổn trong tầm giá 1 triệu Việt Nam đồng. Này là tôi mua trên Lazada. Nói chung là thiết kế mạnh mẽ và phù hợp cho dân văn phòng cũng như dân thể thao nữa. Nó hơi lai lai, thiết kế mạnh mẽ nên cho nam chắc là chắc chắn rồi. Không bằng nữ nào có tính mạnh thì vẫn đeo thôi. Pin 10 năm nha. Cái này bao nhiêu mét thì được, ở dưới nước thì bị cái tem nó che rồi, không coi được. Ở đây mình có một cái ở đây cái màn hình hiển thị á, là mình có một cái vòng tròn như thế này, là nó là cái cách mà chỉ giờ theo đồng hồ kim á, nhưng thay vì kim thì nó hiển thị bằng điện tử. Ở đây mình đang ở là 11 giờ thì kim nó hiện đúng là vị trí 11 giờ luôn, 11 giờ kém 4 phút thôi. Ở dưới thì là thời gian của mình, ở đây có ngày tháng thứ 3, ngày 2 tháng 1. Ở đây thì mình có thể check được là cái múi giờ ở đây là đang là không, cái giờ đây là đang ở theo 20, cái vòng là 24 giờ. Đây là đang BBK là Bangkok, mình theo múi giờ là Bangkok BBK nè. Cái này chỉnh đang là bấm đang off, đang tắt này, bấm giờ này không biết, cũng không quan tâm cho lắm vì không dùng đồng hồ để bấm giờ. Khi nút ở trên là nó chỉ chuyển qua lại coi giữa việc mà thứ ngày tháng và cái múi giờ thôi. Lúc này là đèn nha. Đèn rất là sáng. Cái nút này là một trong những cái nút mà mình ngại bấm nhất, hoặc là ngại bị cấn. Nếu mà đồng hồ mình có bỏ xuống hay sao nó cấn nút này thì mình hơi lười thôi, vì cấn nút này thì nó sẽ nhảy sang một múi giờ khác thì phải. Đó, bấm cái là nó nhảy sang một múi giờ NEC là của New York. London đang là 4 giờ chiều. Paris nè. Thôi mình quay trở lại là BBK. BKK với BKK là Bangkok, còn giờ Việt Nam và mình nói là Thái Lan giống nhau. Tất nhiên Thái Lan nổi tiếng hơn là để múi giờ chính đó, nên mình để theo múi giờ của nó. Đó. Dây thì cái dây mình mua á, cái dây thì năm cái dây mình mua là dây inox. Thì nếu các bạn nào đặt hàng trên Lazada thì về thì nó sẽ là nguyên cọc dây luôn rồi, và chỉ việc ai có năng khiếu mở dây đồng hồ thì mình có thể tháo cái nút này ra. Nói chung tháo ra làm sao tay to thì để nguyên, nếu cho nó dễ đem, còn tay nhỏ thì chỉ việc tháo những cái nút ở đây ra thôi. Đây là tiện, họ sẽ tháo ra cho mình. Và nó có một cái option khác á, đó là dây da nữa. Dây da thì mình sẽ phải mua thêm. Và nếu mà mình không đánh giá cao cái dây da của hãng, nếu mà ai thích thì nên đặt riêng cái dây da, hoặc làm dây da nó đẹp hơn, giống như là cái Seiko của mình.
đây hai cái đồng hồ của mình. Cái dây này là mình đã đặt dây da riêng đó. Cái đồng hồ này làm dây da cũng đẹp nữa, cái dây da này mình đặt riêng, dù sau này mà lỡ mà chán đeo cái dây inox này thì mình sẽ đặt làm cái dây da riêng cho cái mặt đồng hồ này, cho cái đồng hồ này. Còn về cái mặt đồng hồ này thì mình không đánh giá cao cho lắm, tất nhiên là dùng đến tận bây giờ thì nó vẫn chưa xước, nhưng mà không biết về tương lai nó có bị xước không nữa, tôi chưa biết, có thể dùng 3 tháng chưa thấy xước chắc là cũng đỡ. Đây là của Seiko, giá thị trường giờ tầm 3 triệu, này là 1 triệu. Dây này dây gốc của nó là dây dù, nhìn nó khỏe quá nên lần này làm dây da vô thì nhìn nó hơi công tử tí. Ok, nói chung là cảm ơn các bạn đã coi mình nói linh tinh về cái đồng hồ này. Dù mình rất là thích cái thiết kế của nó, bởi vì nó vuông quá mạnh mẽ và rất là đàn ông luôn, đeo vô vừa đeo tay rất là đẹp. Ok chứ vậy ha, cảm ơn đã xem. Và nếu mà ai có nhu cầu á, mua thì có thể click vào cái link bên dưới mình có sẵn đó, mua trên Lazada nha.